Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời hoạt động mục 2 bài 9 sự đa dạng của chất, trang 29 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách kết nối tri thức của cuộc sống. Hoạt động: tìm hiểu một số tính chất của đường và muối ăn. Chuẩn bị: đường, muối ăn, nước, hai cốc thủy tinh, hai bát sứ, một đèn cồn. Tiến hành: quan sát màu sắc, thể, rắn, lỏng hay khí của muối ăn và đường cho các loại muối ăn và đường tương ứng. Tiếp theo, cho một thìa muối ăn vào cốc nước thứ nhất, một thìa đường vào cốc nước thứ hai, khuấy đều và quan sát. Tiếp theo, cho 3 đến 5 thìa muối ăn vào bát sứ thứ nhất, 3 đến 5 thìa đường vào bát sứ thứ hai, đun nóng hai bát. Khi bát được muối có tiếng nổ lách tách thì ngừng đun, khi bát được đường có khói bốc lên thì ngừng đun. Tiến hành xong, ta sẽ quan sát và trả lời câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, hãy mô tả màu sắc, mùi, thể và tính tan của đường và muối ăn. Câu hỏi số 2, khi đun nóng, chất nào trong bát biến đổi thành chất khác? Đây là tính chất vật lý hay tính chất hóa học của chất. Ở câu hỏi số 1, hãy mô tả màu sắc, mùi, thể và tính tan, cô sẽ mô tả như sau. Đường không màu, không mùi, vị ngọt, dễ tan trong nước. Muối màu trắng, không mùi, vị mặn, dễ tan trong nước. Câu hỏi số 2, khi đun nóng, chất trong bát nào đã biến đổi thành chất khác? Đây là tính chất vật lý hay tính chất hóa học của chất. Chúng ta quan sát hình 9.3, muối ăn và đường sau khi đun. Vậy, khi đun, chất trong bát đường đã biến đổi màu sắc từ không màu sang màu nâu đen. Đường có sự chuyển hóa thành chất khác, đây là tính chất hóa học của chất. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong hoạt động mục 2, bài 9, sự đa dạng của chất, trang 29, sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.